Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18, chương cuối cùng trong cuốn sách Sức mạnh vũ trụ bên trong bạn của tiến sĩ Joseph Murphy. Chương 18, cách để sức mạnh vũ trụ làm việc kỳ diệu. Luật vũ trụ trong tâm trí của bạn là một quy định cá nhân và không tôn trọng con người. Khi diễn đạt thành những từ đơn giản, luật chỉ ra rằng những gì bạn nghĩ, bạn tạo ra, những gì bạn cảm thấy, bạn thu hút và những gì bạn tưởng tượng, bạn trở thành. Các định luật toán học, hóa học, vật lý và điện năng đều mang tính cá nhân như nhau và không có sự tôn trọng con người. Nếu bạn không hiểu các quy luật về điện liên quan đến độ dẫn điện, cách điện của nó và thực tế là nó truyền từ điện thế cao hơn đến điện thế thấp hơn, bạn có thể dễ dàng bị điện giật. Nói cách khác, thật nguy hiểm nếu can thiệp vào những lực lượng mà bạn không hiểu. Các quy tắc tương tự sẽ áp dụng cho các quy luật hóa học. Bạn nên tìm hiểu về trọng lượng nguyên tử, sức mạnh của hóa trị và quy luật hút và đẩy. Và khi bạn nghiên cứu sâu về các hóa hữu cơ và vô cơ, bạn sẽ có thể pha trộn các hợp chất kỳ diệu và mang lại những khám phá mới có thể ban phước cho nhân loại trong vô số cách. Nếu bạn mắc một lỗi nào đó, bạn sẽ gặp phải kết quả của lỗi đó. Hành động và phản ứng là những đặc điểm phổ biến trong mọi thiên nhiên. Một cách khác để nói rõ điều này là chỉ ra rằng bất kỳ suy nghĩ nào bạn cảm thấy là đúng đều bị ấn tượng trong tiềm thức của bạn hay quy luật, và tiềm thức của bạn thể hiện bất cứ điều gì ấn tượng về nó là tốt, xấu hoặc trung hòa. Nếu bạn nghĩ tốt, tốt đến với bạn. Nếu bạn nghĩ điều ác sẽ theo sau. Ví dụ, nếu bạn đang mở một doanh nghiệp mới ngày hôm nay, hãy bắt đầu với niềm tin và sự tự tin rằng thành công là của bạn, bởi vì bạn được sinh ra để thành công. Tuyên bố rằng sự khôn ngoan, quyền năng và sự minh triết của Đức Chúa Trời đang thay mặt bạn, và phản ứng sẽ là bạn sẽ trở nên thành công vượt bậc và công việc kinh doanh của bạn sẽ phát triển nhảy vọt. Quy luật là bắt đầu và kết thúc giống nhau. Bạn bắt đầu với thái độ tự tin và tầm nhìn của bạn là thành công, chiến thắng và thành tựu, và bạn trải nghiệm phản ứng tự động và chính xác của quy luật, vì phản ứng luôn là sự tái tạo chính xác suy nghĩ và cảm giác có ý thức của bạn. Làm thế nào một người vợ giành lại tình yêu của chồng mình? Một người phụ nữ phàn nàn với tôi rằng sau 20 năm chung sống hạnh phúc, chồng cô ấy đã ngoại tình. Trong cuộc gặp của chúng tôi, cô ấy nói rằng vài tháng trước cô ấy đã đến thăm văn phòng của anh và đã nhìn thấy thư ký mới của anh, một cô gái tóc vàng xinh đẹp, duyên dáng, quyến rũ và khéo léo. Cô thừa nhận cảm giác ghen tị và sợ hãi. Tôi hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy có lo sợ và hình dung chồng mình đang quan tâm đến cô gái kia hay không? Và cô ấy nói, có. Tôi nói rõ hơn về những gì cô ấy đang làm và giải thích cho cô ấy rằng những suy nghĩ của cô ấy và hình ảnh tinh thần về người chồng ngoại tình đã được truyền tải trong tiềm thức đến chồng cô ấy, và chúng cũng ấn tượng trong tiềm thức của chính cô, vì chỉ có một tâm trí chủ quan và những gì cô sợ nhất chắc chắn sẽ đến với cô. Cường độ suy nghĩ và hình ảnh tinh thần quá mạnh khiến cô ấy thực sự đẩy nhanh tình trạng hôn nhân bất hạnh của mình. Cô đã sử dụng quy luật của tâm trí mình theo một cách rất tiêu cực và cô đã trải qua những kết quả tương ứng. Do đó, theo gợi ý của tôi, cô ấy đã nói lại toàn bộ sự việc với chồng và nói với anh ấy những gì cô ấy đã làm về tinh thần. Đến lượt anh ta thừa nhận sự không trung thủy của mình và quyết định từ bỏ người phụ nữ kia, và mối dây tình yêu với sự ban phước của Đức Chúa Trời đã gắn kết họ một lần nữa. Chồng cô không biết gì về các quy luật của tâm trí, nhưng anh ấy hiện đang nghiên cứu sức mạnh tiềm thức và áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của anh. Thành công của cô ấy đến từ việc sử dụng lời cầu nguyện có từ ngữ khoa học sau đây vào buổi tối và buổi sáng. Tôi biết rằng chồng tôi đang tiếp thu những suy nghĩ và hình ảnh mang tính xây dựng của tôi. Tôi khẳng định, cảm nhận và biết rằng trung tâm của con người anh ấy là hòa bình. Chồng tôi được Chúa hướng dẫn mọi cách. Anh ấy là một kênh cho Thánh Linh. Tình yêu vũ trụ của Đức Chúa Trời lấp đầy tâm trí và trái tim anh ấy. Giữa chúng tôi có sự hòa hợp, hòa bình, tình yêu và sự thấu hiểu. Tôi hình dung anh ấy là người hạnh phúc, khỏe mạnh, vui vẻ, yêu đời và thịnh vượng. Tôi bao quanh và bao bọc anh ấy bằng vòng tròn vũ trụ của tình yêu thương Đức Chúa Trời, là vòng tròn bất khả xâm phạm, không thể xâm nhập đối với mọi tiêu cực. Sau khi sử dụng quy luật vũ trụ một cách có tính xây dựng, tâm trí cô ấy không còn xáo trộn và trở lại trạng thái bình yên tự nhiên.
và những ràng buộc thiêng liêng của hôn nhân giờ đây ngự trị tối cao giữa vợ và chồng. Anh ấy nói, đây là lần ly hôn thứ 5 của tôi. Chuyện gì vậy? Một người đàn ông dường như đang trong tình trạng tuyệt vọng đã yêu cầu tôi làm sáng tỏ những vấn đề trong hôn nhân của anh ấy. Bởi vì như anh ấy nói, tôi đã kết hôn 5 lần liên tiếp với hy vọng lấy được một người vợ tốt, và bây giờ tôi muốn ly hôn với người vợ hiện tại của mình. Sau đó tôi nhấn mạnh đến quy luật vũ trụ của tâm trí và chỉ ra rằng quy luật của tâm trí anh hoàn toàn công bằng và rõ ràng trong các biểu hiện của nó. Ví dụ, đó là bản chất của một hạt táo để sinh ra một cây táo. Tương tự như vậy, đó là quy luật của cuộc sống mà con người luôn luôn và tất yếu tái tạo trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Bản sao chính xác của bản chất bên trong của mình. Bên trong thế nào, bên ngoài thế ấy. Như ở trên trời hay tâm trí, cũng như trên đất, tức là cơ thể và hoàn cảnh, điều kiện, kinh nghiệm và sự kiện. Tôi tin rằng tôi đã giải tỏa được những uẩn khúc trong tâm trí anh ấy thông qua việc làm rõ cách suy nghĩ và cảm xúc của anh vận hành trong cuộc sống của anh ấy. Anh ấy đã nhận thức rõ ràng rằng một người đàn ông không thể nghĩ, cảm thấy và tin một điều và sau đó trải nghiệm điều gì đó khác với những gì anh ta nghĩ và cảm thấy là đúng. Tôi đã nói với anh ta rằng nếu bạn hình dung ra thất bại và cảm thấy bản thân bị đánh bại, bạn không thể thể hiện thành công và chiến thắng trước những trở ngại. Luật được coi là không chỉ tốt mà còn rất tốt, bởi vì kinh nghiệm của bạn gắn liền và tương quan với thái độ và niềm tin bên trong của bạn. Anh ấy nói với tôi thấy bây giờ ly hôn không phải là câu trả lời, vì nó sẽ không có giải pháp cho tôi chừng nào tôi vẫn tiếp tục hình thức ghen tuông, sợ hãi, tức giận và chiếm hữu. Tôi phải thay đổi chính mình. Tôi đã buộc tội vợ tôi một cách gian dối, và bây giờ tôi biết rằng việc buộc tội tôi làm sai và nhận xét lại là dự báo cho cảm giác tội lỗi, sợ hãi và bất an của chính tôi. Anh ta đã đi đến một suy luận khôn ngoan, bởi vì anh ta có thể đã ly hôn với người vợ hiện tại của mình và kết hôn với người khác, nhưng anh ta sẽ lặp lại cùng một mô hình thê thảm như ghen tuông, buộc tội, tự thương hại, trầm cảm và cơn thịnh nộ bị kìm nén. Anh ấy bắt đầu khẳng định thường xuyên trong ngày như sau: tôi biết tôi không thể nghĩ đến hai điều cùng một lúc. Tôi biết rằng hai đối tượng không thể chiếm cùng một không gian cùng một lúc. Tôi không thể có ý nghĩ yêu thương và oán giận cùng một lúc. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về vợ mình, tôi đều nói một cách tích cực. Tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn cô ấy. Tôi tỏa ra hòa bình, hòa thuận và thiện chí với cô ấy. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là một sự kết hợp thiêng liêng. Tôi là một với Chúa và với tất cả mọi người. Tôi biết tôi có thể làm cho cuộc sống của vợ tôi trở nên viên mãn, trọn vẹn và tuyệt vời. Chỉ những gì thuộc về tình yêu, sự thật và sự trọn vẹn mới có thể đi vào kinh nghiệm của tôi. Vợ anh không thực sự muốn ly hôn, nhưng cô ấy đã quá mệt mỏi với những cáo buộc sai trái và hành vi sai trái của anh. Cô rất vui khi biết rằng anh ấy đã trở nên quan tâm đến khoa học về tâm trí của mình và say mê với sự biến đổi tâm linh của anh ấy. Cả hai đều đang sử dụng luật pháp một cách đúng đắn. Tại sao một bản thảo không được xuất bản? Năm ngoái tôi đã phỏng vấn một người đàn ông ở Hawaii. Người đã cho tôi xem một bản thảo mà tôi đã đọc và rất ấn tượng. Tuy nhiên, anh đã nhận được 12 thông báo từ chối từ các nhà xuất bản khác nhau. Bây giờ, đây là một hoạt động hoàn hảo của quy luật tâm trí. Vì những thành công hay thất bại của chúng ta, sự khỏe mạnh của cơ thể hay những phiền não của chúng ta là biểu hiện chính xác của trạng thái ý thức của chúng ta. Đó là cách chúng ta nghĩ, cảm thấy, tin tưởng và bất cứ điều gì chúng ta đồng ý về mặt tinh thần. Người đàn ông này đã có một hình ảnh về sự từ chối trong tâm trí của mình. Suy nghĩ của anh ấy là hành động và kinh nghiệm của anh ấy là phản ứng. Hành động và phản ứng tương ứng với nhau. Anh ta đảo ngược thái độ tinh thần của mình và khẳng định một cách táo bạo: trí tuệ vô hạn tiết lộ cho tôi nhà xuất bản lý tưởng. Người sẽ chấp nhận bản thảo của tôi, xuất bản và quảng bá nó theo thứ tự thánh linh. Tôi chấp nhận ý tưởng này hoàn toàn trong tâm trí của tôi. Tôi biết rằng tâm trí của tôi giống như máy chiếu bộ phim chuyển động của tôi. Nếu tôi không thích hình ảnh phản chiếu trên màn hình, tôi có thể thay đổi phim và chiếu một cảnh mới. Tương tự như vậy, tôi biết rằng nội dung tâm lý của tôi luôn được kịch tính hóa và miêu tả trong thế giới khách quan của tôi. Tôi biết rằng suy nghĩ và cảm giác dự đoán tương lai của tôi. Giờ đây, tôi luôn ghi nhớ trong tâm trí mình những suy nghĩ mang tính xây dựng
về sự hài hòa, sự chỉ dẫn của Chúa và hành động đúng đắn. Tôi ý thức được giá trị thực sự của mình và tôi có một sự tôn trọng sâu sắc, tuân thủ đối với thần tính, nơi định hình mục đích của tôi. Tôi biết rằng trí tuệ vô hạn của tiềm thức đáp ứng với suy nghĩ theo thói quen của tôi, và bất cứ khi nào ý nghĩ sợ hãi xuất hiện trong đầu, tôi thầm khẳng định, chính Chúa hành động trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời tôi, mang tất cả mong muốn của tôi qua đúng lúc và đúng cách. Sau sự sắp xếp lại tâm trí vũ trụ này, anh được hướng dẫn tìm một nhà xuất bản chấp nhận và xuất bản bản thảo của anh, và đó là một thành công lớn. Bây giờ anh ấy đang viết cuốn sách thứ hai của mình. Cô ấy tin rằng những lá bài chống lại hạnh phúc của cô ấy. Tôi đã có một cuộc phỏng vấn thú vị với một phụ nữ ở Los Angeles. Cô ấy đã có mặt trong một bài giảng của tôi về quy luật tuyệt vời của sức mạnh tâm trí vũ trụ tại nhà hát Windsor Bell. Cô nói, cuộc đời tôi dường như đã được định trước bởi số phận. Tôi dường như đang ở dưới một thứ cố định, mà theo đó thứ tự của mọi thứ được quy định giống như xếp chồng của một lá bài. Trong 4 năm qua, tôi đã đính hôn với 4 người đàn ông, và mỗi năm, một trong số họ đã gặp phải cái chết oan uổng ngay trước lễ kết hôn. Tôi hỏi cô ấy đã bao giờ đọc hoặc nghe về định nghĩa số phận của Ralph Waldo Emerson chưa? Và câu trả lời của cô ấy là chưa. Tiềm thức chứa đựng sự kiện sẽ xảy đến với nó, vì sự kiện chỉ là sự hiện thực hóa những suy nghĩ của nó và những gì chúng ta cầu nguyện cho bản thân luôn được ban cho. Sự kiện là khuôn mẫu của bạn, nó phù hợp với bạn như làn da của bạn vậy. Tôi giải thích với cô ấy rằng những gì cô ấy ở bên trong bản thân cô về mặt đào tạo, điều kiện, khái niệm thần học, sự chấp nhận cảm xúc, suy nghĩ và niềm tin quyết định điều kiện, kinh nghiệm và sự kiện của cô ấy, rằng tiềm thức của cô ấy luôn tái tạo những suy nghĩ và niềm tin theo thói quen của cô ấy, và rằng để thay đổi cuộc sống của mình, cô ấy sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình và giữ chúng thay đổi. Tôi giải thích thêm về một thực tế rằng sau tất cả, cô ấy không kiểm soát cuộc sống của những người đàn ông và phụ nữ khác, và rằng nếu chồng chưa cưới, người quen, mẹ và cha hoặc bạn bè của cô ấy chết hoặc đột ngột chuyển sang chiều không gian tiếp theo của cuộc sống do một tai nạn hoặc bởi một bi kịch khác, cô ấy không đáng trách, vì mỗi người thể hiện và thể hiện trạng thái ý thức của chính mình. Thực ra, cô đã không ngừng lo sợ một cách có ý thức và trong tiềm thức rằng bất cứ người đàn ông nào mà cô thu hút sẽ gặp phải số phận giống như vị hôn phu đầu tiên của mình. Cô ấy nói với tôi biết điều đó sẽ xảy ra mỗi lần, đó là số mệnh. Cô bắt đầu hiểu được quy luật của tâm trí mình và những gì cô đã làm với bản thân. Job thực sự đã nói, vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Job, chương 3, mục 25. Chuyển động hay hành động này của tâm trí đã lấy đi của cô cảm giác hạnh phúc, sung túc và thực hiện mong muốn của mình. Và cô đã thu hút những người đàn ông mà ý thức của họ đã đạt đến điểm chuyển sang chiều không gian tiếp theo của cuộc sống. Cô ấy đảo ngược thái độ tinh thần của mình và khẳng định một cách táo bạo, tôi biết rằng hai thứ không giống nhau, đẩy nhau. Tôi đi và nói chuyện với Chúa, và tôi tin rằng Chúa đang hướng dẫn tôi và luật hòa hợp luôn điều khiển tôi. Tôi biết rằng sự bất hòa và hòa hợp không tồn tại cùng nhau. Tôi biết rằng tôi không thể khóc và cười cùng một lúc. Tôi biết rằng khi tôi tuyên bố, cảm nhận và tin rằng Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi, cũng như Ngài hướng dẫn và chỉ dẫn tôi, tôi không thể ở trên một chuyến tàu bị đắm vì luật và trật tự của Thánh Linh chi phối cuộc sống của tôi. Tương tự như vậy, khi tôi bước đi trong ánh sáng của tình yêu thương của Đức Chúa Trời, biết rằng tôi đang thu hút một người đàn ông tuyệt vời, người hòa hợp với tôi một cách hoàn hảo cả về tinh thần, trí tuệ và thể chất, tôi biết luật pháp sẽ đáp ứng tương ứng. Đã gặp anh ta bên trong, tôi phải gặp anh ta bên ngoài, vì đây là quy luật của tâm trí tôi. Tôi biết bây giờ nó được hoàn thành trong thần trí. Vào cuối một vài tuần thiền định với sức mạnh vũ trụ theo những dòng trên, cô ấy đã gặp một nha sĩ, người sau đó đã cầu hôn cô ấy, và tôi đã có được niềm vui và hạnh phúc khi thực hiện nghi lễ kết hôn. Cô đã thay thế nỗi sợ hãi của mình bằng niềm tin và sự tự tin, và cô đã phát hiện ra rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn sử dụng đúng luật vũ trụ. Anh ấy cầu nguyện và làm việc chăm chỉ,
nhưng không thịnh vượng. Một giám đốc điều hành trẻ tuổi phàn nàn rằng anh ấy thường xuyên cầu nguyện sử dụng công thức trong cuốn sách Sức mạnh vô hạn để trở nên giàu có, và rằng anh ấy tin vào những gì nó nói nhưng không đạt được kết quả nào. Rắc rối của người thanh niên này là anh ta đã ăn cắp của chính mình. Anh ấy thừa nhận với tôi rằng anh ấy ghen tị với một trong những người cộng sự của anh được thăng chức và tăng lương, đồng thời anh ta cũng thèm muốn sự giàu có to lớn, tinh thần nhạy bén và sự khôn ngoan của sếp anh ta. Anh ta say sưa lắng nghe khi tôi thông báo cho anh ta về luật vũ trụ mà không ai có thể phá vỡ. Luật vũ trụ là một quy luật bất biến, không thay đổi và vĩnh cửu trong trái tim con người, hay còn gọi là tiềm thức. Mọi suy nghĩ đều là sự khởi đầu của hành động và có xu hướng tự thể hiện, gợi lên phản ứng tương ứng từ tiềm thức. Kinh Thánh cho biết trong chương 20 của sách Xuất Ai Cập Tô Ký: Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Sách Xuất Ai Cập Tô Ký, chương 20, mục 17. Có nghĩa là trong trường hợp của anh ta ghen tị vô cùng và sai trái đối với thứ thuộc về người khác. Đây là một tâm trạng mất mát, thiếu thốn và hạn chế trong bản thân, và theo quy luật của tâm trí, nó thu hút nhiều mất mát hơn, chẳng hạn như mất uy tín, sức sống và sự thăng tiến, và nói chung là anh ta đang tự làm nghèo mình. Tôi đã chỉ ra cho anh ta rằng anh ta không thể đạt được gì trong cuộc sống nếu không thể thiết lập sự tương đương về tinh thần trong tâm trí của mình, và rằng không có thứ gọi là bữa ăn miễn phí hay thứ gì đó không có gì. Nhưng anh ta phải khẳng định, cảm nhận và tinh thần chấp nhận tốt đến mức anh ta tin chắc, và chỉ khi đó điều tốt của anh ta mới tự động theo sau. Anh ta nhận ra rằng anh ta đã tự mình đánh cắp của cải, sức khỏe, hòa bình và thịnh vượng bởi chính những suy nghĩ đố kỵ, ghen ghét và tham lam của mình. Suy nghĩ của anh ấy đã được thể hiện một cách tương ứng trong công việc, túi tiền của anh ấy và trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời anh. Anh ấy vui mừng, thỏa mãn khi anh ấy cầu nguyện thường xuyên, có hệ thống và thận trọng theo cách sau đây. Tôi chân thành cầu chúc thành công, hạnh phúc, bình an, giàu có và thịnh vượng cho tất cả các cộng sự của tôi và cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Tôi vui mừng vì sự thăng tiến, thành công và thăng tiến của họ. Bây giờ tôi đang ở trên sự toàn năng và sự toàn năng của Thượng Đế. Tôi biết rằng trí tuệ vũ trụ vô hạn này hướng dẫn các hành tinh trên quỹ đạo của chúng. Tôi biết chính sức mạnh vũ trụ này điều hành và chỉ đạo mọi công việc của tôi. Tôi tuyên bố và tin rằng sự hiểu biết thiêng liêng là của tôi mọi lúc. Tôi biết rằng tất cả các hoạt động của tôi đều được kiểm soát bởi sự hiện diện vũ trụ trong ngôi nhà này. Tôi luôn luôn thể hiện sự khôn ngoan, chân lý và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời, đấng toàn trí trong tôi biết phải làm gì và làm như thế nào với sức mạnh vũ trụ. Doanh nghiệp hoặc nghề nghiệp của tôi hoàn toàn do nó kiểm soát, chi phối và chỉ đạo. Sự hướng dẫn thiêng liêng là của tôi. Bất cứ khi nào ý nghĩ về sự đố kỵ, ghen ghét hay thèm muốn xuất hiện trong đầu anh ấy khẳng định: Tôi cầu chúc cho anh ấy hoặc cô ấy tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Sau một thời gian, những suy nghĩ tiêu cực mất đi động lực và anh đã phục hồi tâm trí của mình để sức mạnh vũ trụ làm việc cho anh. Kể từ đó, anh ấy đã giành được một sự thăng tiến tuyệt vời. Anh ta muốn chấm dứt chiến tranh bằng cách thông qua luật. Trong khi tôi đang giảng một loạt bài gần đây ở Palm Springs, một người đàn ông trong khách sạn nơi tôi ở đã yêu cầu tôi ký vào một tờ giấy về cuộc chiến ngoài vòng pháp luật. Anh ấy nói rằng anh ấy đã có 20.000 chữ ký cho đến nay và anh ấy mong đợi sẽ có được hàng triệu chữ ký. Sau đó anh sẽ đệ trình chúng lên quốc hội và nhấn mạnh rằng họ phải thông qua luật cấm chiến tranh và ảnh hưởng đến các quốc gia khác để làm điều tương tự. Tất cả điều này là rất phức tạp và đôi khi khó khăn. Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi giải thích với anh ấy rằng con người có thể ký tất cả các văn kiện vì hòa bình ở mọi quốc hội trên thế giới và điều đó sẽ vô ích. Lịch sử cho thấy và chứng minh rằng nhiều sắc lệnh của chính phủ, các thỏa thuận chính thức và cam kết vì hòa bình đã được nhiều quốc gia ký kết. Nhưng thường trước khi ký chúng, chưa giáo mực, chúng đã bị hỏng. Các nghị viện và các cơ quan lập pháp trên thế giới không thể lập pháp cho hòa bình, hòa hợp, an toàn, giàu có hoặc tình yêu thương. Tất cả những điều này được quy định và lập pháp trong tâm trí và trái tim của con người.
Hòa bình bắt đầu với cá nhân, và nếu một người đàn ông có hòa bình trong chính mình, anh ta sẽ hòa bình với vợ, bạn bè và cộng sự của anh ta, cũng như với tất cả thế giới. Nếu một người đàn ông đầy giận dữ, phẫn uất, thù địch và cơn thịnh nộ bị đè nén, anh ta đang chiến tranh với chính mình và thế giới của anh ta. Một quốc gia là một tập hợp các cá nhân, do đó nơi duy nhất để viết luật cho hòa bình là cá nhân, điều chỉnh theo Thiên Chúa của hòa bình trong chính mình và cảm nhận dòng sông hòa bình, tình yêu, sự hòa hợp và niềm vui chảy qua con người. Hơn nữa, khi con người nhận ra rằng anh ta có thể đi đến tâm trí vô hạn bên trong chính mình và ở đó khẳng định và cảm nhận những gì anh ta muốn trở thành, làm và có, trí tuệ vô hạn sẽ đáp ứng tương ứng và anh ta sẽ khám phá ra rằng anh ta có thể có những gì anh ta muốn mà không làm tổn thương một sợi tóc hay lông của một sinh vật. Hơn nữa, tôi nói thêm rằng chiến tranh là do sợ hãi, căm thù, tham lam, trả thù, giận dữ và ham muốn của con người. Và đó là lý do tại sao sự vô nhân đạo của con người đối với con người khiến hàng ngàn người thương tiếc. Tại sao Chúa không ngừng chiến tranh nếu Chúa là tình yêu? Đây là một câu hỏi khác được đặt ra tại một trong những bài giảng của tôi. Một người phụ nữ nói: nếu Chúa là tình yêu và nếu Ngài là thiện, toàn năng và thông tuệ, tại sao Ngài không ngăn chặn chiến tranh, tội ác, giết người và cướp bóc? Tại sao Ngài lại cho phép hàng ngàn và hàng triệu trẻ em chết vì đói và vô số hàng ngàn người khác trở nên tàn tật bởi sự tàn phá của chiến tranh? Cô ấy có vẻ giận Chúa. Câu trả lời rất đơn giản. Đức Chúa Trời là đấng toàn thể, quyền năng vũ trụ, trí tuệ tối cao và vô hạn, hoạt động trên quy mô vũ trụ hoặc theo quan điểm của toàn thể. Luật nói một cách đơn giản là vũ trụ chỉ có thể hành động trên bình diện của cá nhân hoặc cụ thể bằng cách trở thành cá nhân. Nói cách khác, Chúa cai trị thế giới và chỉ hành động trên bình diện vũ trụ, vận động như sự thống nhất, hài hòa, nhịp nhàng, trật tự, đẹp đẽ và cân xứng. Cách duy nhất mà Đức Chúa Trời có thể làm việc thông qua bạn là thông qua suy nghĩ, cảm giác và hình ảnh tinh thần của bạn. Bạn có ý chí, sự lựa chọn và sáng kiến. Bạn có quyền tự do để trở thành một kẻ giết người hoặc một người thánh thiện. Nếu không, bạn sẽ không phải là một cá nhân. Bạn không bị bắt buộc phải trở nên tốt hay thánh thiện. Bạn có quyền tự do lựa chọn sự hài hòa, hòa bình, niềm vui, tình yêu, sự giàu có và tất cả các phước lành của cuộc sống. Bạn không bị bắt buộc phải yêu chồng hoặc vợ của mình. Bạn nói: tôi chọn anh ấy hoặc cô ấy từ tất cả những người khác trên thế giới. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Sách Giô-suê chương 24 mục 15. Chừng nào con người còn non nớt về mặt cảm xúc và còn nuôi lòng oán hận, ác ý, ghen ghét, tức giận thì anh ta còn chiến tranh với chính mình và với những người khác. Luật pháp của Đức Chúa Trời quản lý cá nhân, quốc gia và thế giới. Đức Chúa Trời không thể ngăn chặn chiến tranh, tội phạm, bệnh tật, bất hòa và tai nạn. Mọi sự phán xét đều được giao cho con người, có nghĩa là tâm trí của bạn. Bạn đánh giá bản thân theo cách bạn nghĩ. Bạn là người khởi xướng hòa bình trong tâm trí và trái tim của chính bạn, và khi đó thế giới của bạn sẽ hòa bình. Không có ai có thể thay đổi ngoài chính bạn. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Sách Philip chương 4 mục 8-9. Khi bạn làm điều này, cả thế giới của bạn sẽ tan chảy một cách kỳ diệu vào hình ảnh và sự chân thực của khái niệm về bản thân, và sa mạc của bạn sẽ hân hoan nở rộ như bông hồng. Điều này thực sự là để sức mạnh vũ trụ làm việc kỳ diệu cho bạn. Những điểm cần nhớ. 1. Quy luật vũ trụ của tâm trí bạn là vô vị và không tôn trọng con người. Bạn không thể vi phạm luật pháp vì nó được ghi vào trái tim bạn và khắc sâu vào phần bên trong của con người bạn. Luật là cái mà bạn nghĩ, bạn tạo ra, những gì bạn cảm thấy, bạn thu hút
và những gì bạn tưởng tượng bạn trở thành. 2. Các quy luật toán học, vật lý, hóa học và điện năng không khác gì với các quy luật vận hành trong tâm trí của bạn. Nếu bạn sử dụng sai hoặc làm sai các nguyên tắc của điện, bạn sẽ gặp rắc rối. Nếu bạn lạm dụng hoặc định hướng sai tâm trí của mình bằng cách suy nghĩ tiêu cực, bạn cũng sẽ gặp rắc rối. 3. Hành động và phản ứng là phổ biến trong tất cả tự nhiên. Suy nghĩ của bạn là hành động và phản ứng là phản ứng của tiềm thức đối với đời sống suy nghĩ của bạn. Tư tưởng và biểu hiện của nó là một. Bạn không thể nghĩ một điều và làm một điều khác. Suy nghĩ của bạn và kinh nghiệm của bạn là một. 4. Một người vợ hình dung chồng mình là người không chung thủy và thường xuyên suy nghĩ theo những dòng này có thể sẽ trải qua những điều cô ấy sợ hãi theo đúng nghĩa đen. Do đó, thực hiện đúng quy luật của tâm trí và điều cô ấy sợ nhất xảy đến với cô ấy. 5. Bạn không thể thể hiện thành công, thành tích và chiến thắng bằng hình ảnh tinh thần về thất bại. Hình ảnh thất bại của bạn sẽ được thực thi trên màn hình không gian. 6. Hai đối tượng không thể chiếm cùng một không gian tại cùng một thời điểm. Tương tự như vậy, bạn không thể nghĩ đến thành công và thất bại cùng một lúc. Hãy nghĩ về thành công và tập trung tầm nhìn của tâm trí vào thành công và tất cả những lý do tại sao bạn có thể thành công và bạn sẽ thành công. 7. Nếu bạn có hình ảnh về sự từ chối trong tâm trí, bạn cũng sẽ trải qua điều tương tự. Như bên trong, bên ngoài cũng vậy. 8. Các lá bài không có sức mạnh đối với bạn. Suy nghĩ và cảm giác của bạn tạo ra số phận của bạn. Tương lai của bạn là suy nghĩ hiện tại của bạn được thể hiện bằng sức mạnh vũ trụ. 9. Hai thứ không giống nhau đẩy nhau. Nếu bạn tin rằng Chúa đang hướng dẫn bạn và quy luật hòa hợp luôn điều chỉnh bạn, bạn sẽ không thể bị tổn thương trên mọi nẻo đường. 10. Đố kỵ và thèm muốn của người khác là tự làm nghèo bản thân và thu hút sự thiếu thốn và hạn chế của tất cả các loại. 11. Không chính phủ hay quốc hội nào có thể lập pháp cho hòa bình, hòa hợp, tình yêu, thịnh vượng hoặc an toàn. Những điều này được định sẵn trong tâm trí và trái tim của tất cả mọi người khi họ điều chỉnh các nguồn sức mạnh vũ trụ. 12. Đức Chúa Trời không thể bỏ ngoài vòng pháp luật chiến tranh, tội phạm hoặc bệnh tật, bởi vì Đức Chúa Trời là tâm trí toàn năng, là đấng vũ trụ chỉ hoạt động trên bình diện của thế giới, và Đức Chúa Trời hoạt động thông qua suy nghĩ, cảm xúc và hình ảnh của bạn. 13. Chúa không phải là người, Chúa là thần vũ trụ và thánh linh vạn vật. Bạn là một biểu hiện cá nhân của Chúa, bạn có hành động, sự lựa chọn và sáng kiến và cả kiến thức bên trong về việc sử dụng sức mạnh vũ trụ, luôn sẵn sàng vì lợi ích tối cao của bạn trong mọi việc. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương cuối cùng, chương 18, cách để sức mạnh vũ trụ làm việc kỳ diệu. Và chương 18 cũng khép lại nội dung toàn bộ cuốn sách Sức mạnh vũ trụ bên trong bạn của tiến sĩ Joseph Murphy. Việt Dũng và Sách Nói VN xin kính chúc quý thính giả và các bạn một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.